Hello, xin chào các bạn nha. Đây là đậu nành này các bạn ơi. Mình sẽ cho dè với lại xiên đậu nành nha các bạn. Đậu nành đã luộc rồi nha. Mình luộc rồi bỏ vào đây đây. Đây, đây có con này. Sợ hả? Ăn được mà ăn. Ăn đi. Dê ngồi đây. Xin. Cái quả mà đó phải cái con gì đâu sợ con. Ngồi đây. Đây xin xin xin. Đây ngoan đậu với con nó uống sữa này. Xin ơi. Có con này. Viên đậu à? Cái quả mà nó phải cái củ cái con gì đâu mà sợ gần. Ngon không? Ngon không? Nghe chưa? Ngon không chị già? Ngon không chị già? Đi ăn không? Em xin ăn kìa. Này có con này. Xin xin. Ừ.
Đấy. Hai bạn này không biết ăn nghe đậu này rồi các bạn ơi, ăn đi, ngon ngon mà.